đầy tinh tế của các cô gái. Còn bây giờ trên sân khấu của chúng ta sẽ là sự xuất hiện của bạn Mai Phương, sinh viên trường Đại học Tài chính với tiết mục Tình yêu màu nắng. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Gọi tên của anh là nắng, để anh thật là mây trắng, bên cạnh quân quýt mãi chẳng dừng. Và khi gọi anh là nữa, chẳng thể gần lại được nữa, anh đã ngâm mắt đi xa. Và để giờ mình đi lại vơ vơ, là bao giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời này nào xa xôi, mà đêm tối
rất cảm ơn ca khúc rất là tuyệt vời của ca sĩ Mai Phương đã dành tặng cho tất cả chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, để chuẩn bị mở đầu cho chương trình chung kết đêm đọc sách Tôi Đọc Sách 2015 ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một màn giao lưu ngắn từ tiến sĩ Mạnh Hùng. Ông hiện giờ đang là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần sách Thái Hà. Và đến với buổi giao lưu ngày hôm nay, tiến sĩ Mạnh Hùng sẽ chia sẻ với chúng ta về phong trào đọc sách và văn hóa đọc của các nước trên thế giới. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ. Tôi gọi là có bạn đọc bởi vì những người mà có mặt ở đây thì chắc chắn là phải đọc sách của mình đây. Mà nhất là chúng tôi buổi tối hôm nay khi mà chúng ta nói về văn đọc, chúng ta nói về một cuộc thi, một vòng chung kết, cuộc thi là Tôi Đọc Sách. Và xin hỏi ở đây những ai là sinh viên giơ tay ạ? Sinh viên không ạ? Rồi, xin cảm ơn. Như vậy là khoảng một nửa các hội trường này là sinh viên. Nói về văn hóa của thế giới ấy, thì tôi không đủ thời gian để nói trong buổi tối hôm nay, nhưng mà chỉ chia sẻ với các bạn một thông tin là từ ngày 26 tháng 3 cho đến mùng 6 tháng 4, 10 ngày vừa qua là diễn ra tại Bangkok, một cái hội sách của Bangkok. Và một con số muốn chia sẻ với các bạn ở đây ấy, đó là 88% dân Thái Lan là đọc, 88% đọc, trong đó chỉ có khoảng độ 12% là không đọc. Đấy là một con số rất là làm cho tôi suy nghĩ. Một con số thứ hai nữa là trung bình một người Thái Lan, không kể thành phố hay nông thôn, thì trung bình một người Thái Lan một năm đọc một năm họ mua 4 cuốn sách, họ mua 4 cuốn sách. Một cái thông tin nữa mà chúng ta cũng để ý đó là khi chúng tôi quan sát trong những ngày ở Bangkok ấy, thì phần lớn những người đi hội sách Bangkok họ mang vali kéo để mua sách, mang vali kéo đi và họ lại xe đẩy. Ở biên giới này cùng ban giám khảo của chúng tôi có giáo sư Nguyễn Lân Dũng và nhà báo Hồ Thể Âu, và chúng tôi đang ngồi với nhau, và tôi nghĩ là kể cả ba chúng tôi là cũng đã đi nhiều nơi rồi, và chắc như là giáo sư Nguyễn Lân Dũng hoặc là nhà báo Hồ Thể Âu cũng biết rằng là các nước đều đọc sách rất là nhiều. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì có vẻ những năm trước đây chưa đọc sách nhiều, nhưng ngày hôm nay tôi đến đây thì tôi có nhìn thấy có vẻ như Việt Nam đang tiến đến những nước như Thái Lan mà tôi vừa đi qua. Tôi nhắc lại con số lượng người đọc của đất nước Thái Lan là 88%, 88% chứ không phải là 82% hay 80%. Thứ hai là mỗi người trung bình mua 4 cuốn sách, và thứ ba là người ta dùng xe đẩy để và vali kéo để người ta mua sách. Và có một bộ phận lúc nào cũng đông người ở hội sách Bangkok mà ngày nào cũng quan sát, đó là bộ phận đóng hàng. Tức là người ta nhiệm vụ là quý vị chỉ cần mua sách và mang những phụ đóng hàng đó, và người ta đóng hàng để chở về tận nhà cho bạn đọc. Và từ qua đó tôi ước rằng ở Việt Nam làm sao có thể có nhiều sách đọc. Và hôm nay trong cái không khí của cuộc thi chung kết Tôi Đọc Sách 2015 thì tôi lại nhắc đến một con số Việt Nam nữa để các bạn biết, mà tôi cũng hơi ngạc nhiên vì thông tin lần trước tôi đọc là chúng ta có khoảng 72.000 sinh viên ra trường không có việc làm, thì con số đấy ngày nay tôi đọc trên một trang web đã là lên đến 162.000. Và cái con số mà làm việc trái nghề ngày nay vừa xuất trên trang web đó là 80%, 80% của sinh viên làm trái nghề. Nhưng mà cái đấy cũng lại cho chúng tôi một cái suy nghĩ là tại sao lại có chuyện như vậy. Và cũng nhân cái câu chuyện này, tôi muốn nhắc các bạn trẻ ở đây ấy, chúng ta cần thay đổi cách học. Và có hai cuốn sách tôi có mang theo ở đây, đó là cuốn sách số 1 về tìm việc, và cuốn thứ hai đó là cuốn sách số 1 về làm việc. Thì rất mong những ai có mặt ngày hôm nay hãy có ngay từ 12 cuốn sách này. Đây là cuốn sách số 1 về tìm việc và cuốn sách số 1 về làm việc. Nguyên nhân của chúng ta chưa thành công là bởi vì chúng ta không biết cách tìm việc. Và nguyên nhân nữa của chúng ta là chúng ta không biết cách làm việc. Và cũng chúng ta các bạn không được lo lắng, bởi vì con số 80% làm trái nghề đó ấy, thì rất nhiều người làm trái nghề, trong đó có tôi. Tôi cũng làm trái nghề. Thì những bạn nào mà nay mai ra trường và làm trái nghề thì cũng hết sức bình thường, vì từ ngày tôi ra trường giờ tôi toàn làm trái nghề thôi. Và những bạn khác mà nếu làm trái nghề cũng hết sức bình thường, rồi và chúng ta cũng đều nằm trong con số là 80% làm trái nghề, không lo lắng gì cả. Nhưng chỉ mong các bạn đọc giúp tôi ngay ngày hôm nay hai cuốn là cuốn sách số 1 về làm việc
là cuốn sách số 1 về tìm việc. Thứ nhất là làm sao tìm được việc, tìm làm sao được việc và làm sao làm được việc. Bởi vì nhiều chúng ta tìm được việc làm lại không có được cái cơ hội làm việc tốt nhất. Đấy là thông điệp tôi muốn nói chia sẻ ở đây. Và cuối cùng, mong rằng mỗi chúng ta, mỗi người Việt Nam chúng ta, nhân dịp chúng ta có cái ngày đọc sách Việt Nam lần thứ hai. Còn giờ năm ngoái thì số lượng người đến cái hội sách không đông lắm, nhưng mà giờ năm nay trong một năm thì số lượng bạn đọc đến rất đông. Hôm nay tôi hơi bất ngờ, và chiều nay tôi nhận nhắn tin của bạn Phạm Thủy là phó tổng đốc Facebook nhắn tin được con số tiền bán được trong hội sách, thì tôi cũng bất ngờ, không ngờ năm nay lại mua nhiều sách như vậy. Đấy là tín hiệu tốt nhất cho cái chương trình chúng ta là tôi đọc sách. Và mong tất cả mọi người đều nói thầm trong những não một câu là tôi đọc sách như ở Thái Lan, tôi đọc sách như ở Pháp, tôi đọc sách như ở Mỹ, tôi đọc sách như ở Nga, tôi đọc sách như ở Nhật, và tôi đọc sách để tôi đổi đổi đời của chúng tôi. Xin cảm ơn và chúc chương trình được thành công ạ. Tiến sĩ Mạnh Hùng đã chia sẻ cho chúng ta một vài nói chuyện rất là hay. Và một tràng vỗ tay thật lớn dành cho tiến sĩ Quỳnh đúng không ạ? Vâng, và lần đầu tiên xin phép cho MC Mạnh Tuấn và MC Trần Loan được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời hân hoan chào đón tất cả quý vị đã có mặt trong đêm chung kết cuộc thi Tôi Đọc Sách 2015. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Trần Loan và Mạnh Tuấn rất vui khi được đồng hành với tất cả quý vị và các bạn trong chặng đường tìm ra ngôi vị quán quân của cuộc thi Tôi Đọc Sách 2015, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một buổi tối thật ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam, Câu lạc bộ Yêu Sách Thái Hà tổ chức cuộc thi Tôi Đọc Sách 2015, chương trình nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của mọi người, đặc biệt là đối tượng học sinh sinh viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách. Quý vị và các bạn thân mến, sách là người bạn thân đối với tất cả chúng ta. Và lúc này đây thì Trần Loan chợt nhớ đến một câu nói ngạn ngữ phương Tây đã từng nói rằng tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành được bảo tồn một cách kỳ diệu trong những trang sách. Quả đúng là như vậy, đọc sách là chúng ta đang trau dồi trí thức của nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ cũng chính bởi vậy mà cuộc thi Tôi Đọc Sách năm 2015 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội. Và ngay khi phát động cuộc thi thì chúng tôi đã nhận được gần 300 lá đơn dự thi, và sau vòng sơ khảo thì chúng tôi đã tìm ra được 30 bạn thí sinh xuất sắc nhất. Và ngày hôm nay, 5 thí sinh, 5 gương mặt, 5 cá tính, 5 người nổi bật nhất sẽ tỏa sáng trên sân khấu này. Không biết là ai sẽ là người đạt được ngôi vị quán quân, và tất cả những điều đó sẽ được bật mí trong ít phút sau đây. Cuộc thi Tôi Đọc Sách 2015 thực sự là sân chơi lành mạnh và bổ ích cho tất cả các thành viên tham dự, nơi mà mọi người có thể chia sẻ những cảm giác, những cảm nhận của mình về sách, những bài học ứng dụng trong cuộc sống và những khoảnh khắc ý nghĩa. Bởi có lẽ chúng ta đều hiểu, sách mở ra trước mắt tôi một chân trời mới. Quý vị và các bạn thân mến, và đến tham dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay không thể thiếu được một thành phần vô cùng quan trọng, đó chính là những vị đại biểu, những vị khách mời. Ngay sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu về phía ban tổ chức anh Quách Duy Trung, chủ nhiệm câu lạc bộ Yêu Sách Thái Hà, trưởng ban tổ chức. Chị Trần Thị Minh Anh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Sách Thái Hà, phó trưởng ban tổ chức. Về phía nhà tài trợ cuộc thi, tôi xin trân trọng ông giới thiệu ông Đào Nguyễn Quang Linh, giám đốc điều hành Thế Giới Mini. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Huy Hoàng, giám đốc công ty đồng phục Friday. Giới thiệu bà Phạm Thị Thủy, phó tổng giám đốc công ty cổ phần sách Thái Hà. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chị Đào Anh, đại diện chương trình làm chủ giọng nói. Về phía khách mời và ban giám khảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư Nguyễn Anh Dũng, nhà giáo nhân dân, chuyên gia cấp cao Viện Vi sinh vật và Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, chủ tịch hội các ngành sinh học Việt Nam. Trân trọng giới thiệu nhà báo, nhà văn Hồ Thị Hải Âu tới từ Thời Báo Ngân Hà. Vâng, và lần nữa xin được cảm ơn tất cả các vị khách mời đã hiện diện trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
kể đến sự góp mặt của những vị khách mời, ban tổ chức và toàn thể các bạn thí sinh. Mà một thành phần không thể thiếu đó chính là tất cả quý khán giả. Xin một tràng pháo tay cho sự xuất hiện của tất cả chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng bước lên sân khấu giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng sẽ có một bài chia sẻ ngắn với chúng ta về văn hóa đọc. Xin trân trọng mời giáo sư. Tôi lấy làm vinh dự được đến dự buổi cuộc tổng kết thi hôm nay để tìm ra người nào mà có nhiều là ham đọc sách và đọc sách một cách có hiệu quả. Tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ lấy kinh nghiệm bản thân mình thì tôi từ nhỏ đến giờ thì rất thích đọc sách và có thể nói là tự học là chính. Cho nên là bên cạnh cái việc là đọc sách thì tôi lại nghĩ là phải viết sách để đóng góp vào cái kho sách. Nên đến hôm nay tôi đã viết được tất cả khoảng 50 cuốn sách. Nhưng mà mọi người nghĩ rằng hôm nay chắc là giàu lắm với nhiều sách thế. Tôi xin nói thật là từ xưa đến nay tôi chưa nhận được bút bao giờ. Tại sao như vậy? Bởi vì tôi nhận được bút là sách để mà tặng bạn bè. Không phải chỉ thế thôi, mà mỗi cuốn sách tôi thường mua thêm 1-2 cuốn nữa. Bởi vì đã dạy đại học được 60 năm, cho nên là rất nhiều sinh viên và các bạn sinh viên rất thích là đọc sách. Cho nên tôi viết được cuốn sách nào cảm thấy sung sướng lắm, là mình có tác phẩm để tặng cho những người mà mình quý mến và cũng là họ quý mến mình. Ở nhà tôi có một đặc điểm là không có tường. Tại sao không có tường? Bởi vì tất cả tường thì che kín sách. Bởi vì mình thấy những sách mà khó được thì quý lắm, cho nên là không nên bỏ đi, mình lưu giữ lại. Và vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là hôm nay đến đây thấy không khí mọi người đọc sách và mua sách tôi thấy rất là hay. Như các anh vừa nói là các nước văn hóa đọc rất là lớn. Tôi đã đi qua khoảng 30 nước và tôi đã nhận thấy điều đó rất rõ. Đặc biệt như ở Nhật chẳng hạn thì người ta trên tàu điện ngầm thì không ai ngồi không cả, người nào cũng quyển sách trên tay. Và ở các nước khác cũng vậy, trong lúc chờ tàu điện, chờ máy bay người ta đều có quyển sách trong tay. Cho nên sách là cái thức ăn không thể thiếu được đối với mỗi người. Không phải chúng ta chỉ ăn cơm uống nước mà chúng ta còn có cái nhu cầu nữa là nâng cao trí tuệ. Và nâng cao trí tuệ bằng cách là mình phát huy cái việc người ta đã mất rất nhiều công để viết ra cuốn sách. Mình cứ đọc thôi mà mình cũng ngại đọc, rất là vô lý. Hơn nữa, mình có thể là tạo việc làm thông qua việc đọc sách và đọc Internet. Chúng ta biết rằng hiện nay là đào tạo sinh viên ra không việc làm như anh Canh vừa nói là rất nhiều. Nhưng mà không phải là chúng ta có thể tự tìm việc làm. Việc làm ở đâu? Việc làm chính là trong kiến thức. Kiến thức sách vở, kiến thức quanh Internet. Rất nhiều các bằng phát minh họ đã hết thời gian bảo hộ thì họ đều công bố trên Internet. Tôi đã biết rất nhiều người lập doanh nghiệp chỉ vì một cái công thức tìm được ở trên Internet. Nhưng mà muốn đọc được những cái tài liệu trên Internet chúng ta phải có kiến thức tối thiểu. Nhưng những kiến thức tối thiểu đó chính là nhờ đọc sách. Cho nên các bạn trẻ đừng ngại khi mình không tìm được việc làm. Bởi vì chúng ta biết rằng cái việc xin vào cơ quan nhà nước hiện nay là rất là khó khăn vì họ đầy đủ rồi. Cơ quan nào có thể nói không tìm được biên chế đâu. Nhưng mà các doanh nghiệp tư nhân thì rất nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm việc làm các doanh nghiệp tư nhân. Hoặc chúng ta có thể tự lập ra doanh nghiệp. Và nhiều doanh nghiệp đã cùng với chúng tôi thảo luận cái việc xây dựng những sản phẩm mới thông qua cái việc tìm hiểu qua các cái thông tin sách vở và Internet. Cho nên các bạn trẻ nên lưu ý, kiến thức là cho mình và kiến thức đem lại cuộc sống cho các con mình, cho gia đình mình. Thì mỗi gia đình nên có một tủ sách và mỗi trường học nên có một tủ sách do các em học sinh đóng góp. Tôi đã đến nhiều trường và vận động việc mỗi học sinh có 2 cuốn sách và như vậy mỗi lớp học là có ngay 100 cuốn sách. Và vì vậy cho nên chúng ta lại có thể trao đổi giữa trường này, lớp kia thì chúng ta có thể mỗi lớp học đều có một tủ sách. Tủ sách đó rất có ích cho các em. Hiện nay ở xã thì bà con xã viên đã có cái tủ sách. Trước hết là cán bộ xã có tủ sách pháp luật vì có hiểu pháp luật quản lý được xã, tủ sách về khoa học công nghệ để mà biết là trồng trọt như thế nào, chăn nuôi như nào, chăm sóc gia súc gia cầm như thế nào, trừ sâu bệnh như thế nào, dùng phân bón như thế nào. Thì tủ sách ở nông thôn rất là quý, nhưng mà chúng ta tìm cách nào để hỗ trợ bà con nông dân.
75% nông dân hiện nay còn khó khăn lắm. Cho nên nếu chúng ta có điều kiện mà chúng ta đỡ đầu cái nơi chúng ta xuất thân, cái làng quê của mình, chúng ta vận động để tìm những cuốn sách của bà con ở Hà Nội mà chúng ta quen biết, chúng ta gửi về cho quê của chúng ta. Và cái việc làm rất đẹp đó là mỗi người chúng ta ngồi đây hãy hướng về quê mình và vận động để có một tủ sách cho quê mình. Tôi nghĩ rằng ngày hội đọc sách là một cái ngày mà để tất cả chúng ta nghĩ đến ý nghĩa của cuốn sách và làm sao phát huy vai trò của sách. Xin cảm ơn. Tôn vinh văn hóa Việt. Để tổ chức được cuộc thi thì có lẽ tôi phải dành rất nhiều tình cảm, rất nhiều lời cảm ơn. Và ngày hôm nay thì tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, tiến sĩ Trần Đình Châu, vụ trưởng Chánh văn phòng Hội đồng Giáo dục Quốc gia, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, tiến sĩ Đặng Thu Thủy. Đặng Thu Thủy là cô Đặng Thu Thủy là giám đốc trung tâm nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Và một lời cảm ơn nữa dành cho nhà báo Hồ Hòa Âu. Tất cả các thầy, các cô chính là những người đã nâng đỡ và tạo lên một nâng đỡ và giúp đỡ cho cái cuộc thi tôi đọc sách và được thành công. Và một thành phần không thể thiếu chính là các nhà tài trợ. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ vàng là công ty cổ phần sách Thái Hà, công ty cổ phần sách Thái Hà là một thế giới mini và Lemon Media. Xin được cảm ơn các nhà tài trợ bạc, đó là dự án I Love My Voice và Đồng Phục Friday. Đồng thời cũng dành một lời cảm ơn tới nhà tài trợ sách, đó là tập đoàn Trung Nguyên. Và đến đây thì tôi cũng xin phép được chính thức tuyên bố cuộc thi tôi đọc sách 2015 với chủ đề Made in Việt Nam chính thức bắt đầu. Rất là cảm ơn anh Quách Duy Trung đã có một bài phát biểu để chính thức khai mạc cho đêm chung kết cuộc thi tôi đọc sách 2015 ngày hôm nay.
Và để tổ chức được cuộc thi này thì chúng ta không thể không kể đến đó chính là những nhà tài trợ. Và chúng tôi xin một lần nữa xin mời anh Quách Duy Trung sẽ lên dành tặng cho tất cả những nhà tài trợ những món quà. Và chúng tôi xin trân trọng bước lên sân khấu ông Đào Nguyễn Quang Linh, giám đốc điều hành Thế Giới Mini. Xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ đồng phục Friday. Xin trân trọng bước lên sân khấu ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần truyền thông Quả Chanh. Xin trân trọng giới thiệu bước lên sân khấu bà Phạm Thị Thủy, phó tổng giám đốc công ty cổ phần sách Thái Hà. Xin trân trọng bước lên sân khấu bà Đào Anh, đại diện chương trình chủ làm chủ giọng nói I Love My Voice. Xin trân trọng mời tất cả quý vị khách mời lên sân khấu ạ. Xin mời bạn Nguyễn Thị Hồng Ngọc cùng biết lên phía trước ạ.
Vâng, xin chào bạn. Và tôi sẽ là người để mà đọc các câu hỏi cho bạn. Và trong phần thi đầu tiên của bạn thì chúng ta sẽ là những câu hỏi nhanh. Và trong phần thi của bạn, bạn sẽ có 1 phút để trả lời là 10 câu hỏi nhanh. Và khi tôi đọc xong câu hỏi nào thì bạn có thể là trả lời ngay câu hỏi đó. Và không trả lời được thì bạn có thể là bỏ qua để chúng ta tiếp tục đến câu hỏi tiếp theo. Và bạn chú ý rằng là trong khi mà chúng ta đang trả lời các câu hỏi thì chúng ta sẽ được nghe giai điệu một bài hát. Và cuối cùng bạn sẽ phải trả lời giai điệu hát. Bài hát đó là thuộc thể loại nhạc nào? Bạn hiểu rõ chương trình ạ? Vâng, chúng ta hãy nở một tràng pháo tay thật lớn để dành cổ vũ cho bạn đúng không ạ? Bạn sẵn sàng chưa? Mình đã sẵn sàng. Sẵn sàng. Vâng, và câu hỏi đầu tiên. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không diễn ra trong bao nhiêu ngày đêm? 12. Sai. Theo quan niệm của người Việt, người Nam có mấy hồn mấy vía? 3. Thiếu ạ? Đề nghị quý khán giả không nhắc ạ. Thiếu. Tác giả Việt Nam nào nhận được giải thưởng văn học ASEAN năm 2010? Bảo Ninh. Sai. Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm bao nhiêu? 2012. Sai. Năm 1995, Việt Nam gia nhập tổ chức nào? WTO. Sai. Tác phẩm Bút Xé Xanh của nhà văn Sơn Tùng nói về nhân vật nào? Hồ Chủ tịch. Chính xác. Nhà văn học đầu tiên Việt Nam nhận được giải thưởng Phiêu? Ngô Bảo Châu. Chính xác, cuốn sách được xuất bản theo tiếng Anh có tên gọi Open the Window, iCloud. Open the Window, iCloud. Cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Anh với tên gọi cuốn sách nào phiên âm tiếng Việt được xuất bản bằng tiếng Anh với tên gọi Open the Window, iCloud. Trái tim làm lỡ trên đầu, nỏ thần vô ý, trao tay giặc là lời thơ của Tố Hữu viết về ai? Vị Châu. Chính xác. Và đây là thể loại âm nhạc nào? Xin mời bạn lắng nghe. Vâng. Vâng, bạn đã hết giờ rồi. Rất là tiếc cho bạn. Và vừa xong thì bạn đã thành công trong tỉnh của mình. Xin cảm ơn bạn và đồng bạn. Xin cảm ơn phần dự thi của bạn Nguyễn Thị Hồng Ngọc. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phòng dự thi của bạn Lê Minh Hoàng. Xin mời bạn bước lên phía trước ạ. Bạn sẽ là thí sinh thứ hai bước vào phần thi của mình. Gói câu hỏi của bạn là gói câu hỏi 02. Bạn sẵn sàng chưa? Cho mình khoảng chút được không? Trước hết là mình có thể bỏ qua nếu nhìn không biết trả lời đúng không? Chính xác. Ngoài ra thì tôi và mình sẽ bắt đầu sẵn sàng. Quý vị và các bạn có thể cho bạn Lê Minh Hoàng của chúng ta một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, và bây giờ thì 1 phút xin phép được bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất, khởi nghĩa Lam Sơn do ai lãnh đạo? Lê Lợi. Câu hỏi thứ hai, truyền thống Phật giáo nào ở Việt Nam thì được phép thảo dùng ăn các món ăn thịt, ăn cá? Bạn đáp lại câu hỏi được không? Truyền thống Phật giáo nào ở Việt Nam thì được phép thọ dụng ăn các món ăn thịt, cá? Đại thừa. Câu hỏi thứ ba, tác phẩm Việt Nam được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới? Bỏ qua. Câu hỏi thứ tư, quần thể danh lam Tràng An được công nhận là di sản thế giới vào năm nào? 2007. Chưa chính xác, năm 2007 Việt Nam gia nhập tổ chức nào? Tổ chức quốc tế nào? WTO. Chính xác. Tác phẩm rất tiêu biểu cho loại chuyện không có chuyện, bởi lẽ quyết chuyện chỉ là cảnh một buổi chiều tối ở phố huyện cảnh nghèo nàn. Hai đứa trẻ Thành Lan. Chính xác. Hải Thượng Lãn Ông là biệt hiệu của danh y nào? Lê Hữu Trang. Chính xác. Tác phẩm truyện thơ Việt Nam được dịch ra 10 thứ tiếng? Chuyện Kiều. Chính xác. Hà Nội là tên do vị vua nào đặt? Vâng, như vậy là 1 phút của bạn đã hết. Xin cảm ơn bạn Lê Minh Hoàng và bạn đã hoàn thành cuộc thi của mình. Vâng, xin chúc mừng bạn Lê Minh Hoàng. Và thí sinh tiếp theo sẽ đến với vòng thi đầu tiên của chúng ta. Đó là bạn Đinh Thị Tuyết Ngân. Xin mời bạn bước lên phía trước ạ. Và bạn cũng sẽ có 10 câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng cho cuộc thi của mình chưa ạ? Em sẵn sàng. Vâng, và 10 câu hỏi của bạn như sau. Hội nghị Diên Hồng là hội nghị lịch sử trong thời kỳ chống quân xâm lược nào? Hội nghị lễ hội đền Hùng Phú Thọ có lưu truyền một điệu múa thể hiện văn hóa phồn thực với các hành động tùng dí. Điệu múa là gì? Sai. Bộ phim Đừng Nốt được chuyển thể từ tác phẩm nào? Chính xác. Chùa Diên Hữu là tên gọi khác của ngôi chùa nào? Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm nào? Xin đề nghị các bạn khán giả không nhắc ạ. Bỏ qua. Khi tôi lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước này có từ ngày xưa. Ngày xưa mẹ thường hay kể câu thơ trên được trích trong đoạn ca nào trong cổ Nguyễn Khoa Điểm? Đất nước. Không chính xác. Nhạc Anh Văn là tên gọi khác của ai? Bỏ qua. Kể về cuộc đấu tranh của Pháp trong những của những người dân tộc Rana. Vậy những người với những tác phẩm này là bao giờ? Vậy nhưng tác phẩm này lại chưa bao giờ được đến với những người Rana.
Nữ hiệp nhất của nước Việt Nam nằm ở tỉnh nào? Quảng Bình. Chính xác, đây là thể loại âm nhạc nào? Chính xác, câu hỏi cuối cùng. Vâng, xin cảm ơn bạn. Vâng, xin được cảm ơn bạn Tích Ngân. Bạn đã hoàn thành phần thi của mình một cách rất xuất sắc. Và bây giờ sẽ là phần thi của bạn Nguyễn Thị Hà, đại diện duy nhất đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hà đã cảm thấy sẵn sàng vào trong phần thi của mình chưa? Sẵn sàng. Sau phần thi của hai bạn, ba bạn vừa rồi thì bạn có cảm xúc như thế nào? Các bạn rất là giỏi ạ. À? Mình cũng mong được như các bạn. Và bây giờ thì sẽ là lúc bạn thể hiện được tài năng của mình. Một phút xin được bắt đầu. Gói thứ tư, người anh hùng gắn với cảnh đào trong mùa xuân chiến thắng? Sai. Câu hỏi này thì chúng tôi xin phép được nhờ sự tư vấn của giám khảo. Theo thuyết ngũ hành, trên bàn tay người ngón cái tượng trưng cho hành gì? Ba tác phẩm của nhà văn Nam Cao, Số Mòn, Chí Phèo và Lão Hạc được chuyển thể thành bộ phim mang tên gì? Ở phố cổ Hội An có một chùa nổi tiếng tên là gì? Cộng đồng kinh tế chung ASEAN được thành lập năm nào? Năm 1976. Chưa chính xác, vợ chồng A Phủ được sáng tác khi nhà văn Tô Hoài tham gia giải phóng vùng đất nào? Người Việt Nam nào đã từ chối nhận giải Nobel Hòa Bình năm 1973? Câu hỏi tiếp theo, đất nước dịch nhiều tác phẩm Việt Nam nhất trên thế giới? Chưa chính xác, bạn có thể là nhắc lại câu hỏi, câu trả lời. Mỹ chính xác, Đại Nam là quốc hiệu của nước ta dưới triều đại nào? Chính xác. Xin cảm ơn bạn Hà đã hoàn thành phần thi của mình và thời gian của bạn đã kết thúc. Thí sinh sẽ đến với phần thi đầu tiên của chúng ta. Thí sinh cuối cùng đó chính là thí sinh Trần Văn Đáng. Bạn Đáng đã sẵn sàng cho câu hỏi của mình chưa? Vâng, sẵn sàng ạ. Vâng. Và câu hỏi của bạn Đáng cũng có 10 câu hỏi và 1 phút sẽ được bắt đầu. Tiền giấy được phát hành ở nước ta dưới triều đại nào? Chủ Nguyễn. Sai. Loại cây biểu trưng cho sự hiên ngang vững chắc của con người Việt? Tre. Chính xác. Nhà biên kịch nào là tác giả của tác phẩm Tôi và Chúng Ta? Quang. Tả thanh niên, ba chữ được viết trên tháp bút nghĩa là gì? Tả thanh niên, ba chữ được viết trên tháp bút có ý nghĩa là gì? Quang. Việt Nam gia nhập APEC vào năm nào? 1995. Chưa chính xác. Hồn chương 3 ra hàng thịt là vở kịch của tác giả nào? Nhu Quang Vũ. Chưa chính xác. Ông tổ nghề theo là ai? Tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh được chuyển ngữ sang tiếng Nhật? Tôi là Vito. Chưa chính xác. Người đồng mình thô sơ da thịt chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Người đồng mình từng đúc đá cao quê hương, có quê hương thì làm phong tục. Đó là những câu thơ trong tác phẩm nào? Đất nước. Chưa chính xác. Đây là thể loại âm nhạc nhà nào? Xin ông Thanh bắt đầu. Chưa chính xác, đây là thể loại chèo. Vâng, xin được cảm ơn bạn Trần Văn Đáng đã hoàn thành xong phần thi của mình. Như vậy là năm thí sinh của chúng ta đã thể hiện mình trong phần thi đầu tiên mang tên Tôi Hiểu Biết. Và bây giờ thì Trần Loan cảm thấy khá là tò mò, không biết là các bạn thí sinh đang suy nghĩ gì. Anh Mạnh Tuấn, anh có thể giúp em phỏng vấn một trong số những bạn thí sinh này được không? Vâng, thì đứng tôi gần tôi nhất đây là chính là bạn Trần Văn Đáng. Thì bạn có thể chia sẻ với tất cả các quý vị ban giám khảo và cũng như tất cả các bạn giám khảo, khán giả ở đây, những chia sẻ và những cảm nhận của bạn đến thời điểm hiện tại. Đầu tiên thì mình thấy câu hỏi dành cho năm thí sinh rất là hay. Nhưng mà một vài câu hỏi mình đã biết nhưng mà có thể đứng trên sân khấu này zoom qua mà mình đã quên. Và mình thấy rằng sau khi thi xong thì ở trong mỗi thí sinh sẽ nhận được những cái kiến thức mà có thể là mình chưa biết hoặc là mình đã biết và ghi nhớ nó sâu hơn một chút. Vâng, xin cảm ơn bạn Đáng. Thấy rằng có một bạn thí sinh đã thể hiện rất tốt trong phần thi vừa rồi, đó chính là bạn Tuyết Ngân. Bây giờ thì Trần Loan muốn hỏi là bạn có bí quyết gì để có thể đạt được một cái kết quả khá là cao như vậy trong phần thi đầu tiên? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước hết thì mình xin gửi lời chào đến ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi đêm chung kết ngày hôm nay. Thực ra thì trước khi đến với phòng khởi động mình cũng đã rất là hồi hộp và lo lắng. Vì là thứ nhất là bọn mình đều là những người còn rất trẻ, kiến thức về các lĩnh vực đều rất là gọi là còn mới, còn bề mặt và còn phải học hỏi rất nhiều. Nhưng mà cũng có thể do một phần may mắn là
khi mà vừa mới bước vào cuộc thi ấy, thì không hiểu sao mà mình cảm thấy rất là bình tĩnh. Và lúc có thể vì trước mình là bạn Hoàng, mình thấy bạn ấy cũng làm rất là tốt ấy, thì mình nghĩ là có bạn ấy thi trước mình đã khiến cho mình bình tĩnh hơn. Và một phần quan trọng nữa là mình cảm thấy những người ở dưới đang lắng nghe chúng mình. Vì thế nên là mình nghĩ là đấy là những điều mà đã góp phần vào cái phần thi của mình, mặc dù là nó không được trọn vẹn cho lắm. Của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên. Và đây xin phép quý vị và các bạn là vòng thi này chỉ quyết định không quá nhiều trong phần trăm trong cái kết quả cuối cùng của chúng ta, nên các bạn không cần quá lo lắng đâu. Chúng ta vẫn có cơ hội để đảo ngược tình thế trong vòng thi thứ hai. Và bây giờ thì Trần Lân xin phép được thông qua thể lệ của vòng thi thứ hai. Chúng ta mỗi bạn thí sinh sẽ có 5 phút để giới thiệu về một cuốn sách với chủ đề Made in Việt Nam, do tác giả là người Việt viết và có sự đánh giá cao và có cái nhìn tích cực từ phía độc